Vào năm 1965, người dân Liên Xô đã được chứng kiến màn trình diễn lịch sử khi chiếc tiêm kích siêu thanh MiG-17 bay qua gầm cầu ở Novosibirsk, vùng Siberia. Cú bay này đã được ghi nhận trong sách kỷ lục bởi nó chứng tỏ khả năng lái máy bay siêu việt cùng sự táo bạo khó tin của người phi công. Trong phần đời sống quân sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện đằng sau màn trình diễn này. Đây là bức ảnh tái hiện lại vụ việc một chiếc tiêm kích siêu thanh MiG-17 của Không quân Liên Xô thực hiện cú bay qua gầm cầu trên sông Ob ở Novosibirsk, vùng Siberia vào ngày 4 tháng 6 năm 1965. Bức ảnh hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Novosibirsk. Đó là một ngày hè oi ả, hàng trăm người nằm tắm nắng và trẻ em chơi đùa bên sông Ob. Bất ngờ một chiếc tiêm kích MiG-17 màu bạc có sơn sao đỏ ở đuôi lao xuống sát mặt sông với vận tốc 700 km/h. Chiếc MiG-17 đi qua gầm cầu có phần mái vòm cao 30m, rộng 120m. Phi công điều khiển sau đó đưa máy bay lao vọt lên để tránh cây cầu đường sắt nằm cách đó 950m và đang có một con tàu chở hàng chạy qua. Nó bay thấp tới nỗi, mặt sông Ob tạo thành những con sóng lớn như khi xuồng cao tốc băng qua. Câu chuyện về cú bay xuyên gầm cầu sau đó đã lan truyền khắp Liên Xô và trên thế giới, dù truyền thông thời bấy giờ không đưa tin nhiều về sự việc. Theo Sputnik, phi công thực hiện cú bay đó là ông Valentin Privalov, khi 30 tuổi. Ông Privalov cho biết ông đã thất vọng với sự thăng tiến chậm chạp trong sự nghiệp của mình và muốn thể hiện bản thân. Ông quyết định thực hiện cú bay xuyên gầm cầu huyền thoại để chứng minh cho cấp trên thấy là mình có tài năng, dù biết rằng ông có thể sớm kết thúc binh nghiệp vì vụ việc. Sau màn trình diễn, ông Privalov bị cáo buộc thực hiện hành động gây nguy hiểm cho mạng người và tài sản. Ông phải đối mặt với việc ra hầu tòa án binh hoặc ít nhất là bị loại khỏi Không quân Liên Xô. Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại ông đã được gỡ bỏ sau khi ông trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô thời bấy giờ, Rodion Malinovsky. Bộ trưởng Malinovsky thậm chí cho ông tiếp tục trở lại bầu trời, và Liên Xô đã nhanh chóng biến hành động của phi công này trở thành biểu tượng quảng bá cho sức mạnh của quân sự, sau khi màn trình diễn của ông Privalov trở nên được biết đến rộng rãi trên thế giới.